Thưa quý vị, sau khi nghiên cứu về gọi là tiểu sử và profile của cả hai đồ chơi, thì chúng tôi phát hiện ra hai đồ chơi của chúng ta khả năng thị lực rất tốt, phù hợp với những trò bắn bụp. Cho nên hôm nay chúng tôi sẽ mời hai đồ chơi sẽ tham gia trò chơi với tên gọi Bách Phát Bách Trúng. Nhiệm vụ của chúng ta là sử dụng cái sợi dây chung này. Các bạn sẽ phải dùng tay bỏ nó vào, sau các bạn không được dùng tay, các bạn di chuyển nó lên tới khu vực quá đầu gối, sau đó luồn lên trên. Và các bạn sẽ đứng ở vị trí này, cách xa ba cục gạch bắn. Đội nào của chúng ta trong thời gian 2 phút làm rất nhiều lon nhất là đội đó sẽ giành được chiến thắng. Rõ chưa? Vâng. Và bây giờ, để đáp ứng lại yêu cầu của hơn 8 triệu khán giả đang gọi điện về chương trình này, chúng tôi xin mời cặp hai chị em người mẫu bước ra thi đầu tiên. Trân trọng giới thiệu đến quý vị Vĩnh Long Nestop Model với sự tham gia của hai người mẫu. Đầu tiên xin được giới thiệu người mẫu Lê Như. Lê Như chiều cao 1m51, số đo 3 vòng 60, 90, 60. Cảm ơn Lê Như. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần thể hiện của người mẫu Tuyền Mập. Hey, hey. Lê Như ơi. Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với hai phần biểu diễn rất đi sâu vào lòng người với từng thể hiện của hai người mẫu của chúng ta vừa mới vào nghề. Xin cảm ơn hai bạn. Hai bạn đã sẵn sàng chưa? 3, 2, 1, bắt đầu! Cố lên chị ơi! Yeah! Kéo giãn đó chị, kéo giãn đó. Em tưởng tượng anh đứng đó đó Như. Hay quá! Hay quá! Bắn luôn chị ơi! Trời ơi chị ơi! Bắn, bắn! Oh! Yeah! Rồi. Rồi bắn rồi chị ơi. Rồi ngã rồi đó. Lấm đâu. Chị ơi bắn đi chị. Rồi. Cái ra lại đây, ra đây, ra đây, ra đây. Bắn ra đây. Bắn. Trời ơi. Hết giờ. Trời ơi. Trời em mệt dùm luôn á. Bây giờ chúng ta sẽ đếm số lon còn lại thưa quý vị. Một bàn như vậy là có 20 lon. Chỉ cần đếm số lon còn lại chúng ta sẽ biết được đội của chúng ta có bao nhiêu lon đã bắn được. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Thưa quý vị, một bàn như vậy chúng ta có 20 lon và đội của Tiền Mập đã bắn còn lại là 9 lon. Có nghĩa là chúng ta đã bắn được 11 lon. Xin chúc mừng. Oh. Và thưa quý vị, người phụ nữ nhìn thì có vẻ là yếu đuối hiền lành, nhưng khi bắn thì vô cùng manly. Chúng ta chỉ còn lại 3 lon. Và như vậy đội của chúng ta đã bắn được 17 lon. Xin chúc mừng. Súng sổ đổ tháo. Thưa quý vị, qua hai phần thi đầu tiên, đội các bạn đồng đều đã giành được chiến thắng. Xin chúc mừng. Chúng ta có được 20 điểm. Và bây giờ hai bạn sẽ tiến cử người tiếp theo bước ra thi đấu. Khương Khôn. Khương Khôn đi. Thôi Khương Khôn. Ok đó, rồi. Ok. Rồi Khương Khôn mời ra. Và bây giờ Khương Khôn, Khôn Khương chuẩn bị 3 2 1 bắt đầu. Bắn đó. Hay quá. Bắn đó. Từ từ. Đây. Sạc trước. Kéo lên. Rồi kéo. Bắn mạnh lên. Bắn luôn. Bắn em ơi. Bình tĩnh thôi, cứ mạnh luôn, mạnh luôn. Đúng. Hay quá. Đúng rồi, cứ vậy, cứ vậy. Tưởng tượng cái mặt anh, tưởng tượng cái mặt anh như đó đó con. Rồi. Bắn thẳng luôn. Cố lên, bọc cao lên. Yeah! Yeah! Hay lắm rồi. Tay tọa độ. Thấy chưa? Thấy chưa? Bình tĩnh. Hít thở sâu. 5 4 3 2 1 hết giờ. Dạ. Thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ đếm số lon còn lại của các bạn của đội đồng đều. Đếm nhỏ nhỏ ra. 4, nhỏ nhỏ 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 lon. Như vậy đội của chúng ta đã bắn được 6 lon. Đội này chỉ còn lại 4 lon. 20 trừ 4 là 16. Và
Trong phần thi vừa rồi, thưa quý vị, mặc dù là sau khi bắn xong thì Duy Khương thở hồng hộc, thở hổn hển, nhưng Duy Khương của chúng ta đã mang về 20 điểm đầu tiên cho đội Mẫu Ngang. Xin chúc mừng. Thưa quý vị, và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với vòng 2 của chương trình với tên gọi Vòng Eo Dẻo Dài.